Rồi anh Hùng đi ba. Papi xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem set bia đánh đôi nha cả nhà. Kèo song tô giữa anh Hùng với anh Y. Quay anh Hùng. Dương không? Dương. Anh Hùng với Dương một bộ cả nhà. Kèo song tô 100 điểm. Bên Team Pháp TV mình là có đội là anh Phú với anh Hiển. Anh Hiển là tay cơ Trường Sưng cả nhà. Trường Sưng top 10 này đi giao lưu với mấy anh em ở Tiền Giang. Anh Phú với anh Hiển một bộ 100 điểm. Hai đội đồng 100 điểm cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng xem xếp đánh đôi với mình cả nhà. Kèo song tô 1 điểm bỏ ra cả nhà, 2 điểm lấy. Rồi, xin lỗi cả nhà. 3 cho 1. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cả nhà để nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. 1 cho 2. Nhắc cho 2 đó ra đó. Nào. Cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ, có động lực ra nhiều dấu hay hơn nữa cho nhà xem. Cả nhà muốn mình đi giao lưu với kênh mấy tỉnh khác thì để lại comment cho mình nha. Mình đây tới Tết mình sẽ có những chuyến đi giao lưu với mấy anh em ở gần xa. Hôm nay mình xuống Tiền Giang giao lưu với anh em của anh Sen, anh Vĩnh rồi mấy anh em anh Hùng, anh Y đồ trong cũng dân địa phương vòng trong xã cả nhà. Địa chỉ là ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Pizza cà phê Phương Anh. Anh Hiển đang quánh là có xuất hiện trên clip mình mấy clip nữa nhỉ. Đang 14. Quá ổn. 14 điểm đầu tiên cho đội của anh Phú với anh Hiển. Rồi chuẩn bị đánh là cơ anh Dương đó nha. Dương là tay cơ ở quê hương ở đây, Tiền Giang. Cái Bè Tiền Giang. Là trung bộ với anh Hùng đó nha. Anh Hùng trong tất. Kèo song tô 100 điểm đồng, hai đội 100 điểm đồng cái này. Rồi chuyến giao lưu này cái cổng mic mình bỏ quên ở nhà cái này. Có gì âm thanh không được tốt ở nhà không cảm bỏ qua cho mình nha.
3 điểm đầu tiên cho đội của anh Hùng với Dương. Điểm số giờ là 3-14 nha cả nhà. Sắp bây giờ đánh xong tô này hai đội đồng 100 điểm. Bây giờ quê miệt trường mình cả nhà, chủ yếu những đem lại những clip giải trí cho cả nhà xem những buổi trưa, nên được ông bà cô chú anh chị em suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình. Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân, và có thật nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Hiện tại mình đang làm clip là cái bè Tiền Giang cả nhà. Này giao lưu với tem của anh Vĩnh, Vĩnh có xuất hiện trên kênh mình mấy clip cả nhà. Mình xem anh em ở cái bè Tiền Giang. Dạ 4-18. Cơ chừng bị đánh là cơ của anh Hùng cả nhà. Anh Hùng có xuất hiện trên clip mình một clip cả nhà, chung đội với anh Y cả nhà. Anh Y hôm nay làm trọng tài. Dạ 7-10. Chuyến giao lưu này mình đi Tiền Giang giao lưu với anh em Tiền Giang là mình làm hai clip nữa nha, hai clip xung tô. Clip thứ nhất là cậu Du với chú Tám đã thắt thủ cả nhà, chứ là anh Sen với anh Tiền. Clip này clip thứ hai đang diễn ra. Kèo này là anh Hiển với anh Phú. Bọn giao lưu với anh em Tiền Giang. Bên kia đội bên kia là anh Hùng với Dương. Hai đội đồng 100 điểm đồng, kèo song tô. Giờ cả nhà theo đội nào để lợi cho mình một lượt comment nha. Ah.
Dạ 6-24. Điểm số bây giờ bên đội của Dương anh Hiển với anh Phú là 24 điểm cả nhà. Anh Hùng với Dương là 10 điểm. Xin gia này hai đội đồng 100 điểm cả nhà. Ông bà cô chú anh chị em có muốn về giao lưu với tem của anh Sen thì mình sẽ cho địa chỉ cả nhà, là địa chỉ là ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cà phê Bia Phương Anh. Chuyến đi này là không có cô chú cả nhà, phải có cô chú nữa clip mình còn hay nữa cả nhà, cũng còn vui nữa. Chạy đâu, chạy đâu. Quá hay. Gặp gặp cô chú nó chạy đâu cho hết à. Là có cô chú mà buồn hả? Cho anh đi giọng tài lau bi cái nhà ấy. Trận đấu sẽ tiếp tục chơi. Rồi me sẽ đỏ cả nhà. 4 điểm cho đội của anh Phú là 28 điểm. Thì mấy bể mình liên cam anh em ngồi ở đây nhóc chân cả nhà. Chuẩn bị xong ship clip này anh em vào tiệc luôn cả nhà. Quá hay anh Hiển ơi. Bỏ nó nhai. Bỏ đèn phút. Chưa. Chúng lối không được rồi, cháu này chúng lối về có là tiền bạc đấy. Là đang phải ra những con phải ở bên này. Bỏ bé. Dạ 4-14.
chị chú quán có thách đấu với cô chú không, chở cô chú xuống. Tôi có bà chị ra đây nữa 30. Bên đội của anh Hiển với anh Hướng 32 điểm. Đội của anh Hùng với Dương 24 điểm. Sách Bia này hai đội đồng 100 điểm này, kèo song tôn. Đẹp
thuê trái đỏ em nè. Hai đến 26. Cái này tao nghĩ hả? Siêu phẩm cái này, siêu phẩm không? Không có siêu phẩm rồi cái này. Dạ bốn có 36. Vậy hả? Vậy á, bây giờ ta nhẹ quá. Có nhẹ. Vậy là bây giờ có bây giờ cũng. Vi còn hả cả nhà? Gọi là một trái siêu phẩm của anh Hùng. Ba nó 29. Dạ hai nữa bạn. Hai nữa 38. Bốn nữa 33.
Dạ 4 x 42. Hai nữa 35. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn mình đến học đó. Vàng 15. 15 là 57. 15 nữa 57. Rồi, dạ, rồi, 45. Ba nữa 48. Rồi
60. Nên 62. Để lại giờ là trắng 60 vàng. Trắng
Dám bảo quả không cần gần đến nó không được không được gì còn đi lắm
12 đến 72. Điểm số bây giờ bên đội của anh Hiển với anh Phú 72 điểm. Đội của anh Hùng với Dương là 71 điểm cả nhà. Kèo song tô hai đội đồng 100 điểm cả nhà. Ở nhà muốn mình trong năm nay đi giao lưu với anh em trong các tỉnh miền Tây hoặc đi đâu đó thì cả nhà để lại comment cho mình. Mình thấy nhiều thì mình sắp xếp sẽ đi giao lưu tiếp nha cả nhà. Dạ 8 đến 79. Hai đứa 74 nha cả nhà.
Chưa bỏ hả? Thời gian mấy anh em thời gian cũng khá quá quá đẹp cái nhà tuyệt vời.
Trời ơi. Trời ơi, chưa bỏ nữa kìa. Quá hay rồi, siêu phẩm. Quá siêu phẩm. Rồi sắp bây giờ này bên đội của anh Hùng với Dương thắng nha cả nhà. Và bây giờ bên đây là anh Sen cũng đang chuẩn bị đem nhập tiền cả nhà. Anh em mình nhập tiền. Này, anh em tiền giang tiếp, anh em quá ok cả nhà. Thôi bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.